sắp kết thúc. Đoạn đường đi từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, thành phố Hà Tĩnh đến thành phố Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bình, có chiều dài khoảng 150 cây. Bên phía bên cày có cái nhà thờ đó. Nhà thờ giáo xứ Đông Sơn các bạn.
đến Đồng Hới là khoảng hẹp nhất của mảnh đất Việt Nam đó. Đây là khúc cái eo rất là mỏng. Đây là quốc lộ 1A các bạn. Phía bên này có cái nhà thờ đó. Khu kinh tế Vũng Áng, Hồ Chí Minh còn 1.300 cây nữa. Bên trái là nhà thờ đó các bạn. Khá là đẹp. Nhà thờ bên tay trái nữa các bạn, quá trời lớn. Hôm nay là chủ nhật, sáng chủ nhật, các giáo dân đi lễ. Hôm nay người đạo Công giáo rất là nhiều. Giáo sứ Đông Sơn các bạn, nhà thờ giáo sứ Đông Sơn ha. Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh các bạn. Đây thuộc Kỳ Nam, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thank you.
Minh. Bây giờ mình làm tới cô đơn đến tai nạn.
Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sắp kết thúc. Đoạn đường đi từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, thành phố Hà Tĩnh đến thành phố Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bình, có chiều dài khoảng 150 cây. Đó là cổng chào của thành phố Đồng Hới nha các bạn. Cổng chào của thành phố Đồng Hới. Rồi mình quay lại những đoạn giữa các tỉnh thành trên quốc lộ 1A. Kết thúc video tại đây nha các bạn.